Chiều ngày 4 tháng 1, Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã họp tại chùa Quán Sứ, Hà Nội để xem xét kỷ luật đối với Đại đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng, tỉnh Quảng Ninh, liên quan đến việc trưng bày xá lợi tóc Đức Phật. Theo báo Giác Ngộ, căn cứ báo cáo của chùa Ba Vàng, dư luận xã hội và tác hại của vụ việc, Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã thống nhất biện pháp kỷ luật đối với Đại đức Thích Trúc Thái Minh. Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, Đại đức Thích Trúc Thái Minh đã nhận lỗi trước Giáo hội Tăng Ni và Phật tử về vụ việc bị dư luận chỉ trích. Trụ trì chùa Ba Vàng cũng đã sám hối trước Chư Tôn Đức Ban Thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Về biện pháp kỷ luật, Giáo hội yêu cầu Đại đức Thích Trúc Thái Minh và chùa Ba Vàng không được tổ chức các sự kiện giao lưu quốc tế tại chùa trong một năm. Ban trị sự tỉnh Quảng Ninh sẽ giám sát chặt hoạt động tôn giáo và truyền thông của chùa Ba Vàng. Trước đó, các kênh thông tin của chùa Ba Vàng đã đăng tải thông tin chùa này đón nhận và trưng bày xá lợi tóc Đức Phật có từ 2.600 năm trước, được cho là mang về từ Myanmar. Sau khi nhận được thông tin chùa Ba Vàng tổ chức hoạt động trên, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có văn bản yêu cầu Đại đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng, gửi gấp báo cáo giải trình về nguồn gốc xá lợi tóc Đức Phật và việc tổ chức sự kiện trưng bày. Giáo hội cũng yêu cầu trụ trì chùa Ba Vàng gỡ bỏ tất cả các thông tin giới thiệu về hiện vật này.